Con thấy ông đó, ông đeo vàng khắp mình luôn, ông đeo dây cổ, dây tay nè, ông xin mình nữa. Mẹ con nói mà em có cây me, mà cái me nó bị cái túi bị gãy rồi. Đúng rồi, mẹ con làm vậy với mấy ổng, rồi cười với mấy ổng. Mà trong nhóm của mẹ, con thấy có một cái ông, ổng bị cục lắm. Là ổng không có mặc áo, không mặc quần luôn. Mẹ ơi, vậy ngủ bằng đêm nè, quay qua giờ mà không có vợ là cũng đâu giật mình về là thức sáng đêm luôn, không có ngủ ngay được chứ. Nhớ vợ rồi thêm dòm lại bốn đứa con, rồi lại thương con nữa, rồi lại vợ đi vậy rồi mình thì bệnh hoạn không có làm gì được nuôi con nữa, mình thử ra mỗi đêm nào không có ngủ được đúng 3 tiếng. Nhớ vợ quá rồi nằm lướt chỉ xem hình vợ với hình con với gia đình chụp chung đó. Ôm ba đây con, ôm ba phiên ba đây. Dạ, Quỳnh Trung xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại huyện Châu Thành của Kiên Giang. Hôm nay thì Quỳnh Trung được bà con ở đây có chia sẻ về một hoàn cảnh, một người đàn ông năm nay thì ngoài 40 tuổi rồi cô chú anh chị. Có một cô vợ rất là xinh đẹp, năm nay chỉ tròn 30 tuổi thôi. Và chị kêu bằng thích trở thành một idol TikTok, bỏ 4 đứa con biệt tâm khoảng 1 tháng nay rồi và không có tung tích hay là không có một cái cuộc gọi điện thoại nào về cho gia đình. Nghe bà con ở đây chia sẻ thì anh có 4 người con nhưng mà trong đó thì tầm 2 đến 3 đứa đã mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo, bị bệnh tâm thần từ nhỏ của chú anh chị và hoàn cảnh rất là khó khăn. Anh cũng hiện tại đang bệnh trong người nữa. Và mong muốn của anh hiện tại là muốn lên trên cộng đồng mạng để có tiếng nói chia sẻ với vợ của mình là mong vợ quay trở về để lo cho các con. Và câu chuyện như thế nào? Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi hết video để biết thêm câu chuyện. Mời cô chú anh chị mình ạ. Phía trước nhà đây thì có 2 cái ngôi mộ luôn. Có nghĩa là cái căn nhà này của mấy cha con ở là ở trên một cái nền đất của những ngôi mộ của chú anh chị. Ở đây kêu giống như là một cái nghĩa địa vậy đó. Thì không làm mất thời gian của chú anh chị nữa, Quỳnh Trung mời cô chú anh chị mình cùng vào bên trong nhà để tìm hiểu câu chuyện. Dạ, bây giờ Quỳnh Trung mời cô chú anh chị mình cùng vô bên trong nhà của anh. Dạ, em chào anh nha. Dạ. Rồi mấy đứa con đâu, mấy đứa con anh đâu, mời ra trước này. Dạ, con chào cô nha. Cô là sao với lại anh đây? Mẹ ruột ha. Dạ, em đeo cái mic cho dễ nói chuyện nha. Rồi mấy đứa con ra đây ngồi. Dạ. Ra đây ngồi nè con. Dạ cô, rồi trời ơi, bà con ở đây rất là thân thiện, khi mà đến đây thì cũng làm nước rồi cho anh em dùng. Con cảm ơn cô nhiều cô nha. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ. Khổ thì khổ thì cũng phải có đi nước. Anh mấy người con đây? 4. 4 đứa hả? Rồi tụi con vô, ngồi với ba với chú nha. Mà bệnh hết. Để chú trò chuyện nha. 3 đứa rồi, bị bệnh tâm thần hết 3 đứa rồi. Dạ. 4 đứa thì mới phát hiện. Rồi ở đây là cái nhà này là nhà của ai đây? Nhà anh đây. Con ngồi sát sát vô kiếm ghế nè, ngồi sát sát vô con, ngồi sát vô ba đi. Rồi 4 đứa con, có nghĩa là một gái là 3 trai. 7 người ở chung nhau đó. 7 người. 7 người á, ông già thì mới mắc nè, ông già còn cái mới mắc à. Là ba của anh á hả? Đúng rồi. Dạ. Tí ra đây. Con ở đó ngồi đi. Dạ. Con ngồi phía sau đi, con ngồi phía sau đi cho ba ngồi trước, con qua đó con ngồi lại như chỗ cũ được cũng được. Con lớn nhất của anh là bao nhiêu tuổi anh? Con lớn nhất là 15. 15 tuổi. Nhỏ gái. Bé sao đó. Bé gái này là nó kiểu như là nó muốn giật gì nào nó giật á, nó bị định bệnh động kinh á. Kiểu như là nói chung là tâm thần đó, là có khi á đang ngồi nè là xỉu ngang giật là trận trắng là chết queo luôn đó. Hồi nãy em vô thì em có giới thiệu là anh có tặng tới 2-3 đứa con bị bệnh tâm thần, là bây giờ xác nhận là cho cô chú anh chị mình biết là mấy đứa anh? 3 đứa. 3 đứa bị bệnh tâm thần, anh chỉ từng đứa cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây 1 đứa. Dạ. Đây 1 đứa. 3 đứa ngồi hàng là 3 đứa nè, chỉ có thằng này nhỏ chưa có biết nè, chưa biết nó bệnh không nè. 3 đứa đều bệnh tâm thần hết. Dạ. Anh cho cô chú anh chị mình biết là anh tên gì và năm nay anh bao nhiêu tuổi không ạ?
tên Nguyễn Văn Việt, năm nay là 40 tuổi. Dạ, bà cho cháu ngồi ở phía sau đi bà. Bà cho cháu anh Việt. Dạ. Năm nay là 43 tuổi. 40 tuổi là tròn luôn, tròn 40 tuổi luôn. Dạ. Anh Việt của chú anh chị. Rồi ba đứa con bị bệnh tâm thần là ngồi kế đây. À, có giấy tờ không không có, bà cho con xem được không? Giấy này có đem về. Dạ dạ bà lấy cho con xem nha. Có hai đứa lớn này là có giấy tờ, còn đứa là mới phát hiện chưa có làm giấy tờ. Phát hiện bao lâu? Phát hiện cũng được năm rồi nhưng mà chưa có điều kiện để làm giấy tờ cho cháu. Vậy là hàng tháng này là các bé này là được lãnh tiền từ phía nhà nước đúng không? Đúng rồi, một tháng được mấy trăm ngàn vậy đó. Đủ tiền mua thuốc cho nó. Ở đây cô chú anh chị thì hai bé đều có giấy xác nhận nè. Cô chú anh chị thì Quỳnh Trung quay sơ cho cô chú anh chị mình xem thôi. Nguyễn Văn Hoài Anh với lại là Nguyễn Thị Bé Quỳnh là có giấy chứng nhận xác nhận là khuyết tật luôn. Trời ơi. Và trước đây anh làm công việc gì? Nói chung là đi qua xứ đi qua Phú Quốc để đi làm mướn cho người ta. Dạ. Hai vợ chồng đi qua Phú Quốc làm mướn cho người ta. Dạ. Rồi người ta thấy thương quá, người ta cho mình ở đậu là mình che cái chòi để mình ở đó để mình là làm để kiếm tiền về nuôi gia đình thôi. Dạ. Chứ còn tiền mướn nhà trọ thì nó không có khả năng để chi trả hàng tháng. Là che chòi, che tôm ở bên Phú Quốc thôi. Đúng rồi. Dạ. Vợ anh thì năm nay bao nhiêu tuổi? Vợ năm nay 32 tuổi. 32 tuổi ha. Trước khi mà đi vào câu chuyện của vợ anh ấy, thì em muốn tìm hiểu trước cái hoàn cảnh với là mấy đứa con. Con trai con ngồi xích vô đi. Thì hiện tại là bé này là cũng đang uống thuốc luôn. Đúng rồi. Đây. Chưa có giấy tuy nhiên thì cũng đã tình nghi rồi. Đúng. Anh Việt thì hiện tại anh bị bệnh gì anh Việt? Bị đầu tiên là bữa 30 Tết. Dạ. Là đau rồi xong rồi chuyển qua bệnh viện Gạch Giá tỉnh nè. Dạ. Là người ta nói là bị tai ruột thừa nên là tối mùng 1 là mổ luôn. Dạ. Rồi xong được 5 ngày đó. 5 ngày là được xuất viện về. Dạ. Về xong rồi cỡ 3 ngày sau là đau lại một chập nữa, là triệu chứng là bị sỏi bàng quang. Dạ. Là người ta chụp hình đầy đủ CT rồi người ta nói là này phải mổ. Dạ. Là bự lắm, là 32 ly là bự hơn giò cái đó. Dạ. Là mổ nằm trong vòng một tuần lễ. Dạ. Nửa tháng mới được xuất viện. Dạ. Sau khi xuất viện về rồi á, trời ơi cái gì đây cô? Sạn thận của nó nè. Mổ ra mà giờ cô để vậy luôn hả? Sạn thận hả? Về cho coi nè, 31 ly. Này trời ơi. Còn nguyên luôn như trứng gà luôn. Nó cứng vậy hả? Nè, cho cô chú anh chị mình xem cái sạn của anh mà mẹ anh giữ lại. Mà mấy cục vậy hả? Một cục bự vậy. Rồi xong người ta lấy đá, người ta lấy cây, người ta đập ra mà đập nó không được nát, đập vậy đập thử mà không được. Đập thử mà không được. Bác sĩ giơ cho mình. Cho con gờ xem là mổ ra mà nó cứng vậy. Trời ơi, như đá luôn á cô chú anh chị. Cái bọng đái của mình luôn á. Dạ. Dạ dạ con thấy rồi cô. Dạ Nguyễn Văn Việt dạ. Rồi xong rồi cái vợ nói thôi xuất viện về rồi vợ nói thôi á. Dạ. Anh bệnh vậy mới mổ xong anh đâu có làm gì được. Dạ. Để em về bển anh sắp xếp nhà cửa coi nó có cái gì không đặng mình làm lại rồi để sau này mình có hết bệnh thì mình về bển mình làm lại để nuôi. Dạ. Con. Dạ. Rồi em sắp xếp xong rồi em đi làm. Dạ. Để nuôi con. Rồi xong khi đó đi về ngoại sắp xếp xong rồi là đi luôn không thấy về. Mất liên lạc luôn. Đầu tiên đi rồi xong điện về nói tôi không có ghé nhà. Dạ. Tôi đi luôn rồi. Đó là có liên lạc trong vòng một tuần lễ. Nói với anh vậy ha. Ừ. Có. Dạ. Thì nói chung là liên lạc hàng ngày là được một tuần lễ. Dạ. Rồi từ một tuần lễ sau đó là không có liên lạc gì được hết. Không. Dạ. Có ai liên lạc cả người thân cả bạn bè luôn. Dạ. Là không có liên lạc gì được hết. Dạ. Đó rồi là em mới là đăng lên cộng đồng là nhờ tìm. Dạ. Tìm vợ về. Không biết vợ có bị gạt bị gì không. Dạ. Mà những lời con trai kể á, là nói á, là có lên chơi TikTok này nọ đồ đó. Dạ. Là nói là có cái ông đó ổng bự lắm. Dạ. Mà tướng nói chung bự mà xăm mình đeo vàng đồ nhiều lắm. Dạ. Là nói với là vợ em vậy đó, nói là em chừng nào em khó khăn thì em lên trên anh làm đi, anh giới thiệu cho một tháng 20-30 triệu gì đó.
Dạ. Cái đó là lời của thằng con nó kể lại. Con là bé bé nào xem được mẹ trên TikTok? À là con đúng không con ha? Là con xem được mẹ con chơi TikTok đúng không? Vậy là hiện tại là chị mình bỏ qua cái nghi vấn là mất tích với lại là không an toàn. Thì là chị hiện tại là đã an toàn rồi. Là mẹ con là con vẫn xem được mẹ con hàng ngày là live trên TikTok đúng không? Cái lúc ở nhà. Còn dạ. Sau này là đi là không có thế, không có tin tức gì đó. Ý là cái ông mà xăm mình gì anh nói, ổng nói một cái là xong là mất liên lạc tới giờ luôn. Nó đi nói cũng một thời gian lâu rồi mới dạ. Đi vừa bển xong rồi mới đi luôn. Dạ. Rồi thằng sau này thằng con mẹ đi vậy thằng con nó mới nói kể cho nghe. Nó dạ. Mới kể cho nghe, nó nói sao con. Rồi em còn nói ủa sao mày không kể cho cha nghe sớm đi. Dạ. Để có gì cha phiên mẹ mày. Biết dạ. Sợ có khi người ta gạt hay không, cái đó thì mình không biết. Dạ. Biết con hả? Có thể kể lại cái quá trình mà con tìm gặp mẹ và bất ngờ con gặp mẹ trên TikTok cho ông bà mình nghe được không con? Được. Trước hết thì chú xin phép chú hỏi con này, con tên gì, năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ con tên Nguyễn Danh Hoàng Anh. Hoàng Anh con ha. Năm nay con 14 tuổi. Bé khá là cao gáo và nhìn nét mặt của bé thì cũng khôi ngô của chú anh chị. Thì con kể lại cho ông bà mình xem là lúc mà con gặp mẹ con thì lúc đó là con gặp trong cái tình trạng như thế nào rồi sao, con kể được không? Dạ là lúc trước á là lúc mẹ còn ở nhà mẹ thường hay livestream nói chuyện với mấy ông đó lắm. Mỗi lần mà mẹ livestream con dòm vô con thấy ông đó ổng đeo vàng thắt mình luôn, ổng đeo ngay cổ ngay tay nè, ổng xăm mình nữa, ổng xăm ngay tay. Mà mẹ ngày nào cũng hát cho mấy ổng nghe hết trơn á, hát mà mẹ được mấy ông đó tặng cho, có ngày tặng cho 5 bông 10 bông luôn. Tặng bông trên TikTok có nghĩa là gửi quà ha. Ý bé nói là mẹ con cũng muốn làm một cái giống như kiểu giống như idol trên TikTok vậy con ha. Con biết không, con biết từ idol trên TikTok không? Rồi sao nữa, con kể tiếp cho ông bà mình nghe nha. Mẹ con nói thêm là mẹ con nói là em có cây me mà cái me nó bị thối bị gãy rồi. Là mẹ nói vậy. Là nói ở chỗ nhà con hay sao? Nhà con không có cây me nữa. Mà chị nói vậy rồi con cũng hiểu luôn đúng không? Đúng rồi, rồi. Mẹ con làm vậy với mấy ổng, rồi cười với mấy ổng. Mà trong nhóm của mẹ con thấy có một cái ông, ổng kỳ cục lắm. Là ổng không có mặc áo, không mặc quần luôn. Ổng mặc đúng một cái quần xà lỏng ở trong. Rồi lần nào vô nhóm là ổng đắp đúng cái mền là xong rồi đó. Là rồi đó. Có nghĩa là like với nhau rồi xong rồi thời gian là mà cái ông đeo vàng đó ổng có giới thiệu chỗ mần cho mẹ con, ổng giới thiệu là lên chỗ gần nhà anh mần đi, một tháng 20-30 triệu. Mà bây giờ con nè, hôm nay chú quay video này thì con có mong muốn gì con gửi đến mẹ không? Con muốn mẹ chị với con với cha nuôi tụi con đi học. Chính xác là chị đi mấy tháng rồi anh? Mới đi đây được nửa tháng. Dạ. Mới nửa tháng này thôi mà liên lạc được một tuần, còn một tuần sau là mất liên lạc luôn. Dạ. Rồi con gái lớn ở ngồi sau nè, con có muốn mẹ quay về không? Dạ con muốn mẹ quay về. Bốn đứa con với cha. Nhớ mẹ chưa? Hôm nay mẹ đi rồi mẹ có liên hệ gì về hỏi thăm con gì không? Lúc mà mẹ mới đi mẹ còn liên rồi mà chơi giác liên lạc được. Nhưng mà giờ rủ nữa là không có được. Ba tuần sau cái giờ rửa lời cho con như Các bé thì đều có bệnh đó cô chú anh chị, cho nên là mong cô chú anh chị mình cũng thông cảm. Anh ơi, thì em thấy trên đầu anh có vết mổ, nữa là mình mổ nó là mổ gì anh Việt? Cái này là phỏng nước sôi. Phỏng hả? Ừ. Dạ. Ở đây cũng có mổ nữa, mổ hồi nhỏ là mổ mũ, mổ gì đó, mổ hồi nhỏ. Nói chung là bên đây là bệnh dữ lắm, bệnh từ lúc nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Đủ thứ bệnh hết trơn á, mổ cũng có rồi phỏng nước sôi đồ, rồi mổ nói chung là mổ 3-4 quận lận. Dạ. Mình có nghĩ là dạ em xin phép anh ha.
mình có nghĩ là mình do điều kiện mình nghèo quá rồi mình bệnh tật nữa mà vợ vứt áo ra đi không gì? Thì mình cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà ý nghĩ của mình như vậy, nhưng mà mình nói là vợ mình không bao giờ bỏ mình đâu. Dạ. Có thể là bị người ta lợi dụng, người ta dụ đi thôi, nghe dạ. lời người ta. Dạ. Chỉ là cầu mong, hoặc ví dụ như bị dụ hay hoặc gì đó, có thể là trốn được, hay hoặc là đi đâu làm đó rồi nói vậy đó rồi quay về với dạ. anh để nuôi vợ nữa, nuôi mấy đứa con đi học thôi. Dạ dạ dạ. Chỉ cầu mong nhiêu đó thôi. Dạ dạ, chỉ cầu mong là vợ quay về ha. Hôm nay thì mục đích chính của anh Việt cũng như là bà con ở đây nhờ Quỳnh Trung đến, cũng như là giúp cái tiếng nói, giúp cho anh Việt được có thể chia sẻ lên kênh trên cộng đồng mạng và trên kênh YouTube Quỳnh Trung Vlog. Cái mong muốn lớn nhất là đến được đến với lại chị, để cho chị hiểu được mấy đứa con hiện tại ở nhà như thế này, nheo nhóc như thế này. Con ngồi xích vô nha. Bây giờ như thế này, hôm nay em quay cái video này thì dĩ nhiên nếu mà chị có xem được trên cộng đồng mạng thì chắc chắn là chị sẽ xem được. Thì giống như cái mong muốn của anh Việt hôm nay, thì anh có thể nói câu nào đó giống như hiện tại là anh nói trực tiếp với vợ mình, để cho vợ mình hiểu với anh Việt nha. Thì bây giờ ví dụ như giờ nói em bây giờ em làm ở đâu, hay hoặc là theo ai này nọ, hay hoặc là em lỗi lầm gì đó, rồi đó giờ em ví dụ em có thể em suy nghĩ em trở về với cha con anh, sống cuộc sống sau này để nuôi các con đi học cho nó biết chữ biết nghĩa với người ta. Thì anh Việt ơi, hôm nay thì em chia sẻ video này, chắc chắn một điều là vợ của anh cũng sẽ xem được video này nếu như em up trên cộng đồng mạng mà được cô chú anh chị mình chia sẻ về hoàn cảnh của năm cha con, bốn đứa con và anh là năm cha con ha. Yeah. Anh Việt ha. Yeah. Thì anh có lời chia sẻ nào gửi đến người vợ thân yêu của mình không anh Việt? Có, giờ anh là chỉ nhớ em ngày đêm, anh không có ăn uống gì được trơn á, chỉ một ngày ăn được á hay một bữa cơm thôi, có khi á thuốc bệnh của mình còn quên uống nè, anh chỉ thức sáng đêm anh chỉ nhớ em thôi. Anh chỉ cầu mong em ở đâu đó em quay về với cha con anh thôi, để vợ chồng mình á cùng nhau chung sống và đi làm để nuôi các con học để nó biết chữ biết nghĩa với người ta thôi. Anh chỉ cầu mong em nó nghe được những lời anh nói rồi em sẽ quay về với anh. Anh chỉ cầu mong vậy thôi. Rồi mấy con sao? Mấy con thấy bà kêu mẹ về vậy tới mấy con, thì mấy con nói gì với mẹ đi. Sao cô, nhưng khi mà người con dâu của mình bỗng nhiên mất tích như vậy, để lại nguyên đàn cháu nheo nhóc như thế này trong cái giai đoạn rất là khó khăn này cô? Có một gạo ăn, ba bán lộ đi ngang, ba thấy gì bánh chinh cho đừng chuột đi gạo ăn. Mắc giữ bốn cái này, thằng này nó bệnh nó mới mổ tặng vậy, nó đâu có đi làm gì ra tiền đâu. Dạ. Ổng mới chết, nó cổ luôn. Mấy bé này thì không được bình thường đó cô chú anh chị. Lúc vui, lúc buồn, lúc khóc, nó còn chưa biết nhận thức được cái cảm xúc của nó như thế nào. Giống như hiện tại trước mắt cô chú anh chị thấy bé áo cam, nó còn chưa biết được cái sự mất mát là mẹ nó đi như vậy. Bé áo cam nè, con có muốn mẹ quay về không? Trước đây khi mà mẹ ở nhà thì mẹ thường quan tâm, trong bốn chị em của con là mẹ thường quan tâm em nào nhiều nhất? Em này á hả? Em Út. Em Út á, là mẹ đặt cái sự quan tâm cho em Út là nhiều nhất. Rồi các con thì sao? Các con thì mẹ có đặt sự quan tâm với lại thương các con không? Hồi xưa là em tâm với con,
mới đi học về là mẹ con tắm rửa ăn cơm đi con, mẹ giặt đồ cho nhiều để đi học. Mà giờ là không có gì luôn. Mà thằng này vừa đi ra khỏi nhà xíu là mẹ chạy theo rồi. Giờ là không có đi theo kêu nó về luôn. Rồi tới tối không kêu nó về ngủ luôn. Để là nó đi chơi vậy đó chứ không có kêu nó nữa. Tại vì mẹ đi rồi sao mà mẹ kêu được? Lúc mà mẹ còn ở nhà. Lúc mà chỉ ở đây là chỉ có than phiền về cuộc sống hơn việc. Không có than phiền gì với em á, chỉ than phiền trên TikTok những người bạn của vợ em thôi. Than trên TikTok anh ha, có nghĩa là TikTok là vợ em là than với những người bạn ở trên TikTok hay là chơi chung với nhau như bạn bè đồ này nọ trên TikTok thôi chứ còn không có than phiền gì gia đình hết. Than trên TikTok đó là than là sao anh? Ví dụ như giờ than em, giờ em bực bội, em cực khổ quá, con cái học hành nheo nhóc vậy đó. Dạ. Rồi không có tiền bạc, giờ tính kiếm công ăn việc làm vậy đó. Dạ. Kể cho người ta nghe cái cảm xúc của vậy thôi. Dạ. Chứ còn ngoài ra gia đình là không có nói gì hết. Chỉ là nói đơn thuần là đi để em đi làm, em nuôi cha con anh thôi. Dạ. Rồi đi về ngoài làm là xong rồi đi về ngoài soạn đồ này nọ, đồ dẹp dọn rồi xong đi một phát một là không ghé nhà luôn. Dạ. Rồi xong tới chỗ nói là em đi luôn rồi em không có ghé nhà đâu. Dạ. Rồi tối là em mới 8-9 giờ em có thể em điện em hỏi thăm con. Dạ. Còn những đôi lúc á, bằng ngày thông thường thì anh đừng có nên điện. Anh điện không có được đâu mà điện. Nói với anh vậy ha? Trừ khi là em điện thôi. Mà điện lúc tối không à. Dạ. Hồi nãy nghe anh Việt chia sẻ mà thật sự thì Quỳnh Trung cũng không có cầm lòng được. Cái là hiện tại là rất là nhớ người vợ của mình. Bỏ ăn luôn không? Anh là nãy nói là anh bỏ ăn luôn, ăn uống không được luôn. Ăn uống không được gì hết trơn á. Chỉ có đôi thuốc men rồi đôi lúc quên uống luôn. Rồi mỗi lần này, dạ, mỗi lần mà lên mâm cơm vậy mà vắng bóng một người đi thì cũng buồn anh Việt ha. Ngủ bằng đêm nè, quay qua dòm không có vợ là cũng đâu giật mình vậy là thức sáng đêm luôn, không có ngủ ngay được chứ. Dạ. Nhớ vợ rồi thêm dòm lại bốn đứa con rồi lại thương con nữa rồi lại vợ đi vậy rồi mình thì bệnh hoạn không có làm gì được nuôi con nữa, thành thử ra mỗi đêm nào không có ngủ được đúng 3 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mệt mỏi quá là buông ngang ngủ thôi, còn thôi là cứ lót lướt để kiếm coi tìm vợ coi vợ ở đâu để mình đi tới để mà mình tìm vợ về với tụi con thôi, gia đình thôi. Ảnh thì bệnh tật nữa cô chú anh chị, bệnh tật khó khăn. Cứ chồng chắc lên phải chi, nhưng đứa trẻ này nó bình thường thì nó đỡ quá. Không may là bây giờ là 4 đứa mà đã 3 đứa nó đã bệnh rồi thì chỉ còn một bé này, nhưng mà bé này vẫn chưa được đi khám. Dạ. Cha thì mới mắc đâu chưa được 1 tháng nữa. Dạ. Những lúc bế tắc như vậy thì mình nhìn qua các con để mình lấy động lực lại, cố gắng lại chứ nhiều lúc tuyệt vọng thì mình có nghĩ tới cái chuyện mà mình sẽ buông xuôi không anh Việt? Em cũng đôi lúc em nghĩ em cũng muốn buông xuôi cho mọi thứ trôi, nhưng mà càng suy nghĩ lại càng nhớ vợ và thương con. Yeah. Cũng cố gắng lắm nhưng mà bằng ngày thì lại vui vẻ tươi cười, chứ bằng đêm là không có ngủ được, nước để tìm vợ thôi. Dạ. Tìm người nào quen hay hoặc là ấy để có ai giúp đỡ được mình thì giúp. Dạ. Tìm vợ về với gia đình thôi, với con với cái. Dạ. Chị ơi, không biết là chị hiện tại bây giờ đang ở đâu. Nếu mà chị có xem được video này của em trên YouTube hoặc là Facebook thì mong chị, nếu mà chị không về thì ít ra chị cũng có một cuộc gọi điện thoại về hỏi thăm các con, các cháu, rồi hỏi thăm anh. Sức khỏe anh hiện tại là đi đứng thì hồi nãy Quỳnh Trung vô rồi Quỳnh Trung nhận thấy là anh đi đứng cũng rất là khó khăn. Làm sao mà ai dám thuê mướn gì được. Anh đi mà đi còn giống như là không chuẩn nữa. Đi thì dạ. Nói chung đi thì nó không mấy gì khỏe thôi. Dạ.
nhưng mà nó cũng đỡ được phần nào rồi, nhưng không gài là không có uống thuốc. Dạ. Chỉ là quên uống thuốc rồi ăn cơm một buổi là tới, nói chung là một ngày chỉ ăn được một buổi thôi, bằng đêm ngủ được 3 tiếng hồ đó. Dạ. Chỉ là lướt điện thoại, chừng nào điện thoại hết pin rồi mòn mỏi thì buông ra ngủ. Là anh lướt anh coi hình vợ anh hay sao anh Việt? Lướt chỉ coi hình vợ hình con thôi, chứ xem dạ. coi có ai hả tìm gặp vợ mình không, rồi chỉ cho mình để mình đi à, kiếm đi tìm thôi. Có in cái hình đó luôn hả? Dạ. Cô đưa cho anh cầm đi, là vợ anh đó hả? Anh cầm anh đưa lên cho bà con mình xem. Đây là vợ của tôi, bà con, chú bác ơi, anh chị em ơi. Giờ tôi cầu mong đưa ngay vô đây. Dạ, được cô. Dạ. Thì quay về với gia đình. Dạ, anh để xích xuống, anh để xích xuống cho người đó. Là người người vợ thân yêu của anh á. Đúng rồi. Dạ, chị năm nay chỉ... Chắc vô đây nè. Dạ. Mới 33 tuổi thôi ha anh. Và 32 thôi à. 32 tuổi. Dạ. Rồi cái này là ai anh in ra hay sao? Hay là hình trước đây... Hình ở trong cái ảnh mà lúc mà chụp để lưu lại đó. Dạ. Để làm kỷ niệm đó. Dạ, dạ. À, rồi anh đi rửa ra để vậy, để giống như là đi tìm vợ mình đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rửa ra để đi tìm vợ nha. Giờ vợ ở đâu thì vợ dạ. về với anh đi. Dạ. Trước mắt cô chú anh chị thì thấy là một cái bức ảnh mà anh Việt ảnh làm ra để cùng các con đi tìm kiếm người vợ thân yêu của mình. Em hỏi thật như thế này nè, ngoài tấm hình này thì ban đêm anh Việt ngủ thì mình có ôm một cái gì kỷ vật của vợ để lại không? Ví dụ quần áo đồ để mà mình ôm mình cho đỡ nhớ không? Cũng có đôi lúc á là ôm luôn, cũng có thể đôi lúc là mặc cũng không chừng hết. Sao nói sao anh? Có đôi lúc là cũng ôm, có đôi lúc là mặc áo vợ ngủ luôn. Anh lấy đồ vợ anh mặc luôn. Có sao nói vậy? Dạ. Thì nhớ vợ quá rồi nằm lướt chỉ xem hình vợ với hình con với gia đình chụp chung thôi. Ôm ba đây con, ôm ba phiên ba đi. Chú hy vọng là video này sẽ được lan tỏa và cô chú anh chị mình chia sẻ nhiều để làm sao kết nối được với lại chị đây. Khi mà chị xem được video và những hình ảnh như thế này, chị có nghe rằng một câu là anh nói là khi mà anh nhớ chị á, là thậm chí anh phải mặc cái chiếc áo mà chị đang mặc thường ngày. Thứ nhất cho vơi đi cái nỗi nhớ chị, thứ hai cũng là nguồn động lực cho các con nó được một cái giấc ngủ ngon. Khi mà các con thấy ba mà mặc áo mè như vậy á, thì lúc đó là các con suy nghĩ như thế nào? Mẹ vậy tụi con đi. Con trai, khi mà con thấy ba mặc cái chiếc áo của mẹ vô như vậy á, thì cảm nghĩ lúc đó của con như thế nào? Con có thấy tại con ngủ quá dễ dữ. Vậy là lúc đó là khi mà anh chờ cho các con mình ngủ xong hết là anh mới dám thực hiện làm cái việc đó đúng không anh Việt? Đúng rồi. Dạ. Vì nỗi nhớ vợ quá lớn của chú anh chị, buộc lòng anh phải làm như vậy. Mặc luôn cả áo vợ. Nhưng mà hôm nay em chia sẻ như thế này nè, và cái điều mong muốn của anh là mong sao cho vợ anh về, anh có thể chứng minh cho cô chú anh chị mình một cái điều là giống như anh nói, anh mặc chiếc áo của vợ. Và hiện tại là anh còn giữ cái áo vợ của anh không? Con. Ba đứa con đều bị bệnh tâm thần hết cô chú anh chị. Và ba đứa con là học lớp mấy hết rồi, ba đứa con nói cho chú biết được không? Rồi con học lớp 3. Con cũng học lớp 3 luôn. Rồi hiện tại con còn đi học không? Dạ có. Hiện tại là con vẫn còn đang đi học đúng không? Đúng. Rồi con trai, con học lớp mấy? Dạ con mới học lớp 2. Rồi. Đây áo của vợ đây. Vợ ở nhà, vợ mặc hàng ngày nè. Là chiếc áo là vợ anh mặc hàng ngày á hả? Đúng rồi, ở đây là vợ mặc hàng ngày đi vô đi ra.
anh làm cái việc nhà rồi đó. Dạ. Là hàng ngày là, ồ hàng đêm là khi mà anh nhớ vợ anh là anh mang chiếc áo này ra để anh ôm ha. Đúng rồi. Dạ, yeah. Thậm chí là anh nói là anh mặc luôn của chú anh chị, mặc luôn. Có đôi lúc có thể là mặc luôn. Dạ. Yeah. Vợ anh tên gì? Phạm Thị Trang. Chị Trang ha. Dạ. Yeah. Hồi nãy giờ em chia sẻ video thì chắc nếu mà chị Trang có xem được video thì thứ nhất hôm nay cũng giúp được cho chị là chị nhìn được các con của chị. Video cũng dài rồi, chú hy vọng là hôm nay là video là sẽ đến được với mẹ. Thì chắc là lời cuối cùng là không biết là các con có mong muốn là nói với mẹ câu nào là mẹ ơi, mẹ coi thu xếp như thế nào, mẹ về mẹ thăm các con. Ví dụ như là mẹ đang làm gì đó, mẹ nghỉ một ngày mẹ về thăm các con được không? Bắt đầu từ con trước nha. Rồi, sao vậy? Sao không dám nói? Sợ mẹ hay là mắc cỡ? Sợ mẹ hả? Hồi trước mà mẹ ở nhà mẹ có quánh không? Không hả? Thôi giờ con trai đi, đại diện gia đình đi ha. Đại diện gia đình nói sao mà cho mẹ về? Tại mẹ mới đi có 1 tháng mà. Con nghĩ chắc là mẹ con đi làm chứ. Ừ, con nghĩ là chắc mẹ đi làm á. Nhưng mà tại vì mẹ không liên lạc thôi. Mẹ bây giờ là trở thành một TikTok rồi, TikToker ha. Like để mà trên đó được có quà hả con hả? Tặng bông á, lúc là like là con thấy tờ bông quá trời luôn hay sao? À, lúc like là con có nhìn vô điện thoại của mẹ là con thấy bông của mẹ vô nồm nộp luôn. Like mà tới bông vô nồm nộp luôn. Đây hình ảnh của chị đây cô chú anh chị. À, anh cầm lên xíu nha. Đó. Cầm để vô. Dạ, đó thì chị như thế này khi mà chị like mà được bông vô nộp nộp luôn là cô chú anh chị mình cũng biết là cái khả năng mà chị trên nền tảng TikTok là chắc cũng có nổi tiếng gì trên đó rồi. Trước đây khi mà chưa chơi TikTok, chưa biết đến mạng nhiều thì chị có chăm lo về gia đình nhiều hơn việc? Cũng nói chung là cũng chăm lo con cái rồi, nó cũng làm việc bình thường. Dạ. Nhưng mà cái khoảng thời gian sau này là vợ là chỉ có làm, có công việc thì vẫn làm, nhưng dạ, mà bằng đêm là lại thức sáng đêm để xem, để nói chuyện với bạn bè rồi thôi. Dạ. Là từ đó về sau là ngày đêm là nói chung là có giờ rảnh là chỉ ôm điện thoại thôi. Dạ. Chứ không biết ngoài ra là không biết gì nữa hết. Dạ. Khi mà đã vô cái con đường nó kêu mà dùng cái từ nghiện đi, nghiện rồi là bất chấp luôn, sáng đêm luôn. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mình cũng không có suy nghĩ là vợ mình chỉ đôi lúc đi làm rồi mệt mỏi để xem lướt này lướt kia cho nó quay phả con người thôi, chứ không nghĩ là vợ mình bị người ta dụ hay hoặc là dụ đi làm ăn xa gì đó. Dạ. Không nghĩ như vậy, chứ vợ chỉ nghĩ là vợ mình là lướt TikTok cho nó đỡ mệt mỏi vậy thôi. Dạ, dạ. Thì điều cuối cùng khi mà em kết thúc video thì em cũng cái mong muốn, nhưng mà trước khi em kết thúc thì em sẽ trò chuyện với cô một cái. Thì nãy giờ con chưa có câu hỏi cô nhiều. Thì cô, cái điều mà mong muốn cô gửi tới người con dâu của mình là gì cô? Thì muốn nó về với chồng với con nó thôi, chứ không muốn gì đâu. Nó dạ, mà lo là hằng ngày cô không gặp, không có nuôi con nó nè. Dạ. Chồng nó bệnh, cô quay lại bây giờ mổ thận thì sau tháng nó có thể làm được. Dạ. Mổ nặng mà. Dạ. Không mong sao cho chị sớm về thôi cô ha. Dạ. Bây giờ chung quay này sau tháng nó mới mặn ra tên nè. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó thẳng ra mấy bữa nay là bỏ học 3 ngày không có tiền đi học. À, không có tiền phải nghỉ học luôn. Không, cũng kiếm phương pháp nào cho nó học rồi cho không bỏ được rồi. Dạ. Rồi bây giờ gia đình mình cái thu nhập chính là mình làm cái gì để... Nhập chính là thằng này nè. Bây giờ là tôi là ở nhà giữ con, hồi mới đẻ ra là tôi giữ tới bây giờ luôn. Dạ. Anh làm công việc gì hiện tại? Hiện tại giờ là bệnh không có làm gì hết. Chứ hồi đó là làm đi biển ở... Đi làm mướn cho người ta thôi. Dạ. Anh cũng là từng là ngư phủ đúng không? Đúng rồi, từng làm ngư phủ. Dạ. Thì hôm nay thì video cũng khá dài khi nãy giờ được trò chuyện với Lanh. Và cái mong ước
lớn nhất của anh là làm sao mà nhờ anh em đến đây chia sẻ, rồi chị xem được video này chị sẽ quay về hoặc là liên hệ để vợ chồng có tiếng nói chung ha. Thì em đến đây thì em cũng có một cái phần quà nho nhỏ từ phía quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh YouTube của Quỳnh Trung Vlog. Còn cái quỹ thì như thế này nè cô chú anh chị, hiện tại thì quỹ trên kênh YouTube của Quỳnh Trung còn lại cũng rất là ít, cho nên là có rất là nhiều cô chú anh chị mình khi mà Quỳnh Trung chia sẻ những hoàn cảnh mà Quỳnh Trung gửi cho gia đình 500.000 thì cô chú anh chị mình phản nói là tại sao lại cho ít quá. Thì cô chú anh chị mình ơi cũng thông cảm giúp Quỳnh Trung, khả năng của Quỳnh Trung chỉ tới đó, tại vì cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn hiện tại đang cần sự giúp đỡ. Nhưng mà với hy vọng là cái món quà, một cái phần quà nhỏ như thế này thì sẽ được cô chú anh chị mình chia sẻ, rồi sau đó sẽ còn có nhiều thêm hơn Mạnh Thường Quân để giúp đỡ đóng góp cho hoàn cảnh như là hoàn cảnh cha con của anh Việt đây. Thì em cũng xin được phép trích quỹ hỗ trợ cho cha con của anh 500.000 để mua gạo đồ tạm thời ăn anh Việt nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi, em gửi cho mấy cha con của anh 500.000 thay mặt cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh YouTube của em. Em gửi cho anh Việt nha. Dạ thì khả năng của em không có nhiều, cho nên đó là với lại thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, hiện tại thì kinh tế khó khăn, suy thoái kinh tế, mà ở bên nước ngoài còn chiến tranh bên đó nữa đó. Và hiện tại thì những cái hoàn cảnh mà khó khăn thật sự thì rất là ít được chia sẻ, cho nên là cô chú anh chị mình Quân mình cũng không biết là ở đâu là thiệt, ở đâu là giả. Đó, Quỳnh Trung nói gì là chắc cô chú anh chị mình cũng hiểu, cho nên là rất là ít hoàn cảnh khó khăn được nhận sự hỗ trợ. Đó, cho nên thì cái mong muốn mà em đến đây thì chủ yếu là anh nhờ đến đây là chia sẻ cho sao cho vợ anh về được. Đó. Rồi sau đó nếu mà có chú anh chị đóng góp thêm thì em sẽ làm gì còn nói để hỗ trợ cho gia đình của anh Việt ha. Anh gửi lời cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ha. Cảm ơn các cô chú anh chị nhà Mạnh Thường Quân ạ. Dạ. Cảm ơn mấy bà mấy cô đi con. Rồi tụi con cảm ơn mấy bà mấy cô. Rồi. Rồi thì em cũng chúc cho gia đình của anh thứ nhất là mạnh khỏe nè. Thứ hai các con cũng chăm ngoan học giỏi. Yeah. Rồi thứ ba là vợ của anh mau sớm sẽ về sau khi mà xem được video này anh Việt nha. Dạ thì tới đây Quỳnh Trung cũng xin được phép kết thúc video và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở một cái video kế tiếp ạ. Dạ.